Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng nói các lệnh trừng phạt mà Mỹ và châu Âu áp đặt lên Nga đang cản trở các dự án chung giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, theo thông tấn Nga TASS. Theo video trên YouTube của truyền hình Nhân dân, phát biểu của Phó Thủ tướng Việt Nam trong cuộc họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt-Nga tại Moscow hôm 29 tháng 10 được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các quan chức dầu khí Việt Nam cảnh báo sản lượng khai thác dầu của Việt Nam sẽ giảm 10% mỗi năm, tương đương hơn 2 triệu tấn. Ông Dũng không cho biết chi tiết những tác động từ việc Nga bị chế tài ra sao đối với các dự án khai thác chung hoặc những dự án cụ thể nào bị ảnh hưởng. Chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho rằng những dự án năng lượng chung có thể bị ảnh hưởng là các dự án nằm trong lãnh thổ của Nga. Sản lượng khai thác dầu của Việt Nam đang sụt giảm đáng ngại, ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của ngành dầu khí. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tuần trước cho biết sản lượng khai thác quy dầu năm ngoái đạt 25 triệu tấn, nhưng tìm kiếm thăm dò chỉ được 4 triệu tấn. Nếu tình trạng mất cân đối này tiếp diễn, chỉ vài năm nữa, sản lượng khai thác dầu khí của toàn ngành sẽ chỉ còn khoảng 1/3 sản lượng hiện nay.